Hơn một tháng qua, Ban Quản lý chợ Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phát thẻ ra vào chợ cho người dân để phòng dịch COVID-19. Theo đó, người dân muốn vào chợ chỉ cần mang chứng minh nhân dân để đăng ký làm thẻ lần đầu. Riêng ai đã đăng ký thì mang theo thẻ này để nhân viên chợ quét mã QR. Theo đơn vị này, mặt trước thẻ ghi số thứ tự, tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, mặt sau in thêm mã QR code nhằm dễ dàng truy vết. Khi người dân đến chợ lần đầu thì sẽ đến bàn khai báo để khai toàn bộ thông tin cá nhân và sau đó ban quản lý sẽ nhập vào hệ thống và cấp một cái thẻ cho người dân. Mặt trước thì ghi toàn bộ thông tin cá nhân, mặt sau có ghi cái mã QR code để thuận tiện cho cái việc check in cái thời điểm chính xác ngày giờ phút vào chợ. Đồng thời thì cũng hạn chế cho người dân là phải thực hiện khai báo y tế nhiều lần. Bộ phận bảo vệ và các bộ chức năng sẽ tiến hành quét mã QR code để thuận tiện cho việc truy xuất, truy vết các nguồn khi có xảy ra các tình trạng liên quan đến dịch bệnh. Vào những thời điểm cao điểm thì ban quản lý chợ tiến hành cấp thẻ ra vào chợ mỗi đợt như vậy là tối đa để đảm bảo làm sao lượng người đi chợ tại một thời điểm trong vào lòng chợ không quá 200 người. Biện pháp này thì đã triển khai đến nay đã rất hiệu quả và được sự đồng tình, ủng hộ của thương nhân, người dân đi chợ bởi vì người ta cảm thấy cảm giác an tâm khi đến mua sắm tại chợ Bình Thới. Cách chợ khoảng 15m là chốt ra vào được thiết lập. Lực lượng công an, dân phòng thường xuyên túc trực để hạn chế xe ra vào. Nhiều người không có thẻ đi chợ phải quay đầu xe ra về. Còn người đã có thẻ, giờ đây không cần phải xếp hàng chờ vào chợ. Chỉ cần quét mã khoảng 10 đến 15 giây là có thể nhanh chóng đi chợ. Nhiều người dân, tiểu thương cảm thấy phấn khởi, yên tâm và vô cùng đồng tình với hình thức đi chợ phát thẻ này. Mỗi lần vô là cô cứ làm cái thẻ gì nè, thì cứ trình đọc cái số này cho người ta ghi vô sổ thôi. Cũng dễ, mình tới mình khai tên, tuổi, rồi địa chỉ, số điện thoại thôi. Là mình nghĩ là khách tới vô chọn lọc hơn á, không có phải nhiều người á, ra cái nguy cơ lây nhiễm nó ít hơn. Cô thấy bình thường. Nhưng nếu mà nó như vậy là cô gom lòng cô nó mừng. Chứ nếu mà không có mà giãn cách như vậy á, thì cái này là đại dịch luôn. Nếu như vậy thì cho an toàn dân chúng, trong lòng của cô là cho nhà nước nghiêm khắc nữa, đặng cho nó bảo đảm dân chúng an toàn. Chứ không, tại tôi vô phải chợ là phải kiểm tra thì mới là ổn định. Mới không chợ có đi đừng khỏi cái sợ người ta kiểm dịch đó. Bây giờ cái giờ tình hình vậy làm thấy mừng á, cho mình bán là mừng, không có gì làm mừng. Để đảm bảo phòng chống dịch, mỗi lần cho phép tối đa 200 người vào chợ mua sắm, những người còn lại đứng giãn cách chờ phía ngoài sẽ được vào từng tớp khi có người ở trong ra về. Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản khẩn về việc tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các chợ truyền thống, trong đó có việc khuyến khích các chợ truyền thống phát phiếu đi chợ.